Chào các bạn, mời các bạn cùng ăn cá red snapper với mình nè. Đây là cá hồng á các bạn, Việt Nam mình kêu cá hồng đó, là cá red snapper. Thì con mình mới đi câu về. Đây, mới đi câu về một thùng đấy các bạn. Được hai con red snapper là một con cá kingfish. Đây thì cắt liền, ăn liền, rất là ngon các bạn nè. Ăn thì mình có rong biển đó các bạn, seaweed salad đó. Đây, với là wasabi đó. Có mình có vỏ chanh luôn nữa. Thì các bạn ơi, mình có con mình đi câu thôi, cho con mình cũng không bao giờ có đâu, chỉ có vô ăn sushi thì có vài lạc thôi. Nhưng mà có con đi câu thì cả dĩa bự luôn các bạn này, đẹp chưa? Mà tươi lắm á, mình bảo đảm là tươi hơn ở nhà hàng nữa đó, vì là mới đi câu lên á. Thôi thì mình mời các bạn cùng ăn với mình nha, ngon lắm các bạn ơi. Bye.